Nga tuyên bố nắm chắc quyền chủ động trong xung đột Ukraine. Sức mạnh phương Tây đang suy yếu, Ukraine phải rút lui ở nhiều mặt trận. Tướng Pháp khi bị Mỹ và châu Âu bỏ rơi, Ukraine sẽ ký mọi thứ mà Nga yêu cầu. Cạnh tranh Mỹ NATO EU ở Ukraine có thể trong ngoài thế chiến ba. Chào quý vị, vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật theo thời gian thực. Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu mới đây tuyên bố quân đội Nga đang kiểm soát chắc chắn tình hình chiến trường Ukraine và đang điều đạn đẩy lùi quân đối phương. Cụ thể, phát biểu trong cuộc họp tư lệnh cấp cao Nga vừa qua, ông Shoigu tuyên bố Nga đã giành được từ tay Ukraine các ngôi làng Povomaiskoye và Novomikhailovka phía tây và tây nam thành phố Donetsk cũng như khu định cư Bogdanovka cách không xa Bakhmut, tức Atemos. Bộ trưởng Shoigu cho biết, vùng kiểm soát của Nga đang được mở rộng ở Berdychi và Georgievka, phía Bắc và Tây Donetsk. Vị tướng Nga khẳng định tiềm lực chiến đấu của nước này cho phép họ tấn công liên tục và ngăn ngừa đối phương giữ được phòng tuyến. Tướng Shoigu nhắc lại cuộc phản công của Ukraine vào năm 2023 và nói rằng dù được NATO giúp đỡ về vũ khí và lối đánh, cuộc phản công đó vẫn thất bại. Người đứng đầu ngành quốc phòng Nga cho biết, nước này sắp tới đây sẽ đẩy mạnh hơn nữa sản xuất quân sự trong lúc gia tăng cường độ tấn công các trung tâm hậu cần cất trữ vũ khí của phương Tây. Trong khi đó, giới chức Ukraine thường xuyên lý giải việc họ phải rút lui là do thiếu đạn dược và viện trợ từ phương Tây. Tháng 3 vừa qua, Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng Kiev chưa sẵn sàng đẩy lùi một cuộc tiến công mới của Nga. Tướng Budanov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, dự báo Kiev sẽ đối mặt với tình hình khá khó khăn vào giữa tháng 5 và đầu tháng 6 tới. Cũng liên quan đến xung đột Nga-Ukraine, Bộ trưởng quốc phòng nga Sergei Shoigu cho biết, tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine lên tới gần nửa triệu binh sĩ kể từ khi bắt đầu kế hoạch vào tháng 2 năm 2022 đến nay. Theo ông Shoigu, Ukraine đã không đạt được mục tiêu trong cuộc phản công được các thành viên NATO hậu thuẫn. Lực lượng của chúng tôi đã phá vỡ tính ưu việt của vũ khí phương Tây. Thời gian tới, quân đội nga dự định sẽ thực hiện nhiều cuộc tấn công vào trung tâm hậu cần và cơ sở lưu trữ vũ khí của Ukraine. Ông Shoigu thông tin phần lớn gói hỗ trợ trị giá gần 61 tỷ đô la Mỹ do Mỹ phân bổ cho Ukraine sẽ quay lại tài trợ cho ngành công nghiệp quân sự của Mỹ. Ông Shoigu nói, Washington dự định phân bổ gần 61 tỷ đô la Mỹ cho chính quyền Kiev để ngăn chặn sự sụp đổ của lực lượng vũ trang Ukraine. Phần lớn số tiền phân bổ sẽ chính là những khoản tài trợ ngược lại cho ngành công nghiệp quân sự của Mỹ. Ngành công nghiệp quân sự Nga sẽ tiếp tục tăng cường sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự trước mối đe dọa từ Mỹ và đồng minh. Ông Shoigu tiết lộ, năm nay, Quân đội Nga sẽ nhận hệ thống tên lửa phòng không S500 thế hệ mới với hai phiên bản, hệ thống tên lửa phòng không tầm xa và hệ thống phòng thủ tên lửa S400, S300V4, Buk M3, hệ thống tên lửa phòng không TOR M2U và các trạm radar thế hệ mới. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu vừa qua tuyên bố các kho vũ khí của phương Tây được cất giữ ở Ukraine sẽ là mục tiêu tấn công tiếp theo của quân đội Moscow. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ cũng tin rằng các lực lượng Nga có thể sẽ tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa trong những tuần tới nhằm gây thiệt hại tối đa cho hạ tầng và công nghiệp quốc phòng của Ukraine trước khi có sự trợ giúp của Mỹ. Các nhà phân tích quốc phòng cho rằng, việc ông Shoigu tập trung vào các cuộc tấn công hậu cần của Ukraine cho thấy lực lượng Moscow có thể thay đổi tổ hợp mục tiêu của họ để nhắm vào cơ sở hạ tầng giao thông, hậu cần và kho quân sự của Ukraine. Quân đội Nga có thể sẽ tăng cường các hoạt động tấn công trong những tuần tới để khai thác những hạn chế về hậu cần của lực lượng Ukraine trước khi đối phương nhận được sự hỗ trợ an ninh từ Mỹ. Trong khi đó, ở tiền tuyến, tầm quan trọng của Ocheretino, vị trí then chốt trong tuyến phòng thủ của Ukraine ở Tây Bắc Adipka, khiến Kiev quyết định triển khai một phần lữ đoàn cơ giới số 47 – Đơn vị được mệnh danh là nắm đấm thép của quân đội Ukraine, trấn giữ khu vực này để củng cố phòng tuyến và ngăn đà tiến của lực lượng nga về phía tây. Đơn vị này đã tham chiến gần một năm liên tục mà không được lui về hậu phương nghỉ ngơi. Phần lớn binh sĩ lữ đoàn đều tỏ ra mỏi mệt, trong khi số lượng xe tăng Abrams và thiết giáp Bradley trong biên chế cũng suy giảm nghiêm trọng do thiệt hại trên chiến trường. Các sĩ quan lữ đoàn 47 yêu cầu cấp trên cho rút lui để nghỉ ngơi và củng cố đội hình sau khi xem xét, Bộ Quốc phòng Ukraine phê chuẩn đề xuất này và dự kiến điều lữ đoàn cơ giới số 115 tới thế chỗ lữ đoàn 47 ở tiền tuyến Tây Bắc Adipka từ giữa tháng 4. Tuy nhiên, khi thời hạn thay quân theo kế hoạch đã đến, các binh sĩ lữ đoàn 47 rút lui, nhưng lữ đoàn 115 không tới nhận vị trí phòng thủ như hiệp đồng. Một số đơn vị của họ đã tháo chạy. Mikola Menik, đại đội trưởng thiện chiến của lữ đoàn 47 tỏ ra bức xúc về hành động của lữ đoàn 115. Hành động của Lữ đoàn 115 tạo ra lỗ hồng lớn trong phòng tuyến của Ukraine. Lực lượng Nga dường như đã phát hiện các vị trí bỏ trống tại Ocheretino và quyết định mở mũi tiến công chấp nhoáng nhằm vào ngôi làng. Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 30 Nga lập tức di chuyển dọc tuyến đường sắt từ Tây Adivka đến Ocheretino, Dự án dữ liệu tình báo nguồn mở Deep States UA của Ukraine đánh giá rằng các đơn vị Nga đã tiến quân dọc tuyến đường sắt với tốc độ khoảng 1 km mỗi ngày và kiểm soát gần nửa làng Ocheretino, một tuần sau khi mở mũi tiến công tại đây. Chuẩn tướng Oleksandr Pipnenko, chỉ huy vệ binh quốc gia Ukraine mới đề nhận định Nga có thể triển khai từ 2 đến 3 hướng tiến công nghi binh và tập trung lực lượng vào một hướng tấn công chính. Tướng Pipnenko nói Chúng tôi đang chuẩn bị sẵn sàng. Đối phương sẽ gây ra những bất ngờ khó chịu và tiến công vào khu vực mà chúng tôi không lường tới. Tuy nhiên, họ sẽ không đạt được mục tiêu của mình. Ông Pitnenko cho rằng Nga trong thời gian tới sẽ tiếp tục tập kích, phá hủy hạ tầng trọng yếu tại Kharkov và có thể mở hướng tấn công nhà và thành phố lớn thứ hai Ukraine, nhưng sẽ phải mất vài năm để kiểm soát đô thị này. Ông cũng thừa nhận thấy trước một số khó khăn mà quân đội Ukraine phải đối mặt, song khẳng định Nga không thể giành được những thắng lợi mang tính quyết định. Ông Pitnenko nói có lẽ họ sẽ đạt được từ 10 đến 15% mục tiêu đề ra. Nhưng đây không phải một thắng lợi chiến lược. Lực lượng Nga gần đây tiến công trên nhiều khu vực dọc theo chiến tuyến dài 1.000 km và kiểm soát thêm một số khu dân cư. Nga giành lợi thế đáng kể trong những tháng vừa qua khi nguồn viện trợ của phương Tây dành cho Ukraine bị đình trệ. Kiev hy vọng có thể chặn được đà tiến này sau khi Hạ viện Mỹ thông qua gói viện trợ mới gần 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Các nước phương Tây cũng dục dịch tăng cường viện trợ cho Kiev. Nhiều người Ukraine tin rằng gói viện trợ đã đến kịp thời vào giữa giai đoạn khó khăn nhất khi Nga đã được nhiều bước tiến dọc chiến tuyến và đẩy mạnh tập kích cơ sở hạ tầng năng lượng dân sự của nước này. Katerina Ruda, công dân Ukraine 43 tuổi, nói sau khi Hạ viện Mỹ bỏ phiếu, Tôi nghe Tổng thống nói rằng chúng tôi có thể thua nếu không có gói viện trợ này. Cảm ơn rất nhiều và đây là một ngày tuyệt vời. Dự luật viện trợ cho Ukraine sẽ cần được Thượng viện Mỹ thông qua trước khi trình lên Tổng thống Joe Biden ký ban hành. Quá trình này dự kiến diễn ra nhanh chóng vì ít có khả năng vấp phải phản đối như Hạ viện. Ông Andriy Yermak, tránh văn phòng Tổng thống Ukraine, đăng trên X. Người dân Ukraine chân thành biết ơn Quốc hội Mỹ. Tuy nhiên, Ukraine sẽ cần chờ đợi thêm ít nhất vài tuần trước khi thấy được tác động trực tiếp từ gói viện trợ. Trong khi đó, nhiều người đã chuẩn bị tâm lý cho đợt tăng cường tấn công của Nga trong thời gian tới. Họ tin nước Nga giận dữ có thể tìm cách trừng phạt Ukraine nhiều hơn trước khi Kiev nhận được thêm tên lửa phòng không, thiết giáp, đạn pháo Lữ đoàn cơ giới 47 đã chiến đấu gần một năm không ngừng nghỉ. Các binh sĩ của lữ đoàn này đều đã mệt mỏi và các tiểu đoàn của họ đang cạn dần các phương tiện chiến đấu M2 Bradley tốt nhất cũng như xe tăng M1 Abrams. Lữ đoàn 47 cần được nghỉ ngơi. Tuy nhiên, việc nghỉ ngơi theo kế hoạch này là cơ hội để Moscow gây ra cho Kiev thất bại nặng nề. Khi lữ đoàn cơ giới 47 đang rút lui từ tiền tuyến, phía đông làng Ocheretino cuối tuần trước, Nga đã tấn công và gần như xuyên thủng phòng tuyến của Ukraine để tiến vào vùng đất không được phòng thủ, ngăn cách thành phố Pokrovsk khỏi tiền tuyến, lữ đoàn cơ giới 115 của quân đội Ukraine được cho là sẽ thay thế lữ đoàn cơ giới 47 dọc tiền tuyến, nhưng đã có một sự cố xảy ra. Theo ông Mykola Menik, đại đội trưởng của lữ đoàn cơ giới 47, người vừa mất một chân trong cuộc phản công mùa hè, một số đơn vị đã bị tiêu diệt. Các trinh sát và những người điều khiển UAV của Nga đang giám sát các vị trí từng do lữ đoàn cơ giới 47 dày dặn kinh nghiệm chiến đấu kiểm soát cho rằng sẽ tìm thấy các binh sĩ mới từ lữ đoàn cơ giới 115 trong cùng chiến hào, nhưng họ không tìm thấy ai. Đây là cơ hội để lữ đoàn súng trường cơ giới 30 của Nga xuôi theo tuyến đường sắt chạy về phía tây từ Adipka và chiếm được một giải đất hẹp nhô ra, trông giống như một con dao dài 8 km đâm vào phòng tuyến Ukraine với mũi dao xuyên một nửa vào Ocheritino. Một bước đột phá của Nga có thể đánh sập toàn bộ phòng tuyến phía tây Adipka của Ukraine và buộc hàng chục nghìn binh sĩ Ukraine phải rời khỏi Donetsk. Mùa thu năm 2022, Ukraine từng tuyên bố đã đạt được đột phá quanh Kharkov, dẫn đến một cuộc tháo chạy lớn của quân đội Nga. Lý do duy nhất khiến Nga không tiến sâu hơn vào hậu phương Ukraine cuối tuần trước là vì lữ đoàn cơ giới 47 đang rút đi, đã quay lại và tham gia chiến đấu. Ông Menich cho biết, lữ đoàn cơ giới 47 đã hoạt động trở lại. Trong vài ngày tiếp theo, quân đội Nga sẽ mở rộng giải đất trên một chút, nhưng không tiến công xa hơn về phía tây. Hiện tại, Ukraine đã tạm tránh được một thảm họa. Tuy nhiên, giao tranh vẫn diễn ra ác liệt. Nếu Nga có thể đưa lực lượng dự bị vào mũi đất trên, họ có thể kéo dài thời gian tiến quân của mình. Điều đáng chú ý là sư đoàn xe tăng cận vệ 90 của Nga đang ở gần đó và hiện đã sẵn sàng chiến đấu. Nếu sư đoàn này có thể di chuyển về phía Tây và củng cố mũi đất trên, thì ít nhất điều này có thể làm phức tạp thêm bất kỳ cuộc phản công nào của Ukraine. Trong trường hợp xấu nhất đối với Ukraine, sư đoàn xe tăng của Nga có thể buộc lữ đoàn cơ giới 47 đang mệt mỏi phải rút lui về phía Tây. Tin tốt cho quân đội Ukraine là họ sắp nhận được rất nhiều đạn dược và một lô xe tăng M2 mới cho lữ đoàn cơ giới 47. Bên cạnh đó, Quốc hội Mỹ đã sẵn sàng phê chuẩn gói hỗ trợ mới cho Ukraine sau 6 tháng chỉ hoãn do bất đồng lưỡng đảng. Tin xấu là bất kỳ điều tồi tệ nào xảy ra với lữ đoàn cơ giới 115 dường như đều mang tính hệ thống. Đây là đơn vị thứ hai của Ukraine sụp đổ ở mặt trận phía đông chỉ trong vài tuần qua. Đơn vị đầu tiên thất bại là lữ đoàn cơ giới 67, đơn vị đang bảo vệ thành phố dễ bị tổn thương nhất của Ukraine đó là Chashopja, cách Adipka 32 km về phía bắc. Cho đến khi xảy ra tranh chấp nội bộ trong ban tham mưu chỉ huy lữ đoàn, với nhiều người trong số họ là thành viên của một nhóm chính trị cực hữu, đã buộc Bộ Quốc phòng phải giải tán lữ đoàn. Lực lượng mặt đất của Ukraine chỉ có khoảng 100 lữ đoàn chiến đấu và nhiều lữ đoàn trong số đó đã kiệt sức sau nhiều tháng hoặc nhiều năm chiến đấu không ngừng nghỉ, chẳng hạn như lữ đoàn cơ giới 47. Ukraine không thể để mất cả hai lữ đoàn vào lúc này và không thể tiếp tục sử dụng quá mức các lữ đoàn tốt nhất của mình hàng tỷ đô la Mỹ vũ khí đang được chuyển đến. Nhưng những vũ khí này sẽ trở nên vô dụng nếu không có đủ các đơn vị được triển khai có trật tự và được nghỉ ngơi đầy đủ để sử dụng chúng. Trong những ngày gần đây, lực lượng vũ trang Nga tiếp tục gia tăng áp lực lên tuyến phòng thủ của lực lượng Ukraine tại khu vực Rabotino và phía tây bắc Vrbovoi. Ở gần Rabotino, đại đội xung kích Nga đã đột phá xuyên qua hàng phòng ngự của Ukraine, sau các trận giao tranh ác liệt, quân đội Nga đã có thể tiến xa hơn đáng kể so với các vị trí đã chiếm giữ trước đó và giành được chỗ đứng. Hiện tại, lực lượng dự bị của Ukraine đã tham gia, nhưng quân đội Nga vẫn giữ vững vị trí. Theo nguồn tin của AVP, nhờ sự hỗ trợ tích cực của pháo binh và hàng không nên phía Nga không có tổn thất nào. Điều này cho thấy quân đội Nga đã lựa chọn chiến thuật chậm rãi nhưng chắc chắn để đẩy quân Ukraine ra khỏi hướng này của tiền tuyến. Theo người đứng đầu Trung tâm Báo chí của nhóm Donetsk, thuộc lực lượng vũ trang Nga, Roman Kotryan, các máy bay chiến đấu của Nga đã triển khai các cuộc không kích nhằm vào nhiều vị trí của lực lượng Ukraine. Năm xe quân sự của Ukraine ở khu vực này đã bị phá hủy. Các chuyên gia lưu ý rằng lực lượng Nga với sự hỗ trợ của vũ khí tầm xa tiếp tục tích cực gây áp lực lên lực lượng phòng thủ của Ukraine ở khu vực Rabotino và phía tây bắc Verbovoy. Khu vực này là chìa khóa để kiểm soát vùng Zaporizhia, nên giao tranh tại đây vẫn rất căng thẳng với lợi thế về sức mạnh và vũ khí lực lượng nga tiếp tục đẩy mạnh tấn công nhằm kiểm soát làng rabotino tuy nhiên lực lượng vũ trang ukraine cũng kháng cự mạnh mẽ nhằm cố gắng bảo vệ vị trí của mình giao tranh trong khu vực đã diễn ra trong vài tuần và có thể sẽ tiếp tục trong tương lai gần các nhà phân tích lưu ý lực lượng ukraine có thể phải chịu thêm những thất bại trong tuần tới theo các chuyên gia lực lượng nga có khả năng sẽ tăng cường các hoạt động tấn công cũng như các cuộc tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái uav trong những tuần tới tận dụng lúc ukraine đang gặp hạn chế về trang thiết bị tuy nhiên giới chuyên gia cho rằng quân đội nga chỉ đạt thành công về mặt chiến thuật trong thời gian qua do tình hình ở ukraine ngày càng xấu và khó có thể đạt được bước đột phá khiến tiền tuyến sụp đổ dù vậy, lực lượng của Moscow vẫn có thể đạt được những thành tựu đáng kể về mặt hoạt động trong những tuần tới, bằng cách ưu tiên những khu vực nơi hệ thống phòng thủ của Kiev có vẻ tương đối yếu như phía tây Adipka. Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời ông Igor Kimakovsky, cố vấn cho lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng DPR do Nga bổ nhiệm cho biết, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát ngôi làng Novomikhailovka phía nam Donetsk giúp Moscow tiến gần hơn đến Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận quân đội nước này đã kiểm soát hoàn toàn Novomikhailovka và đang cải thiện tình hình chiến thuật dọc chiến tuyến. Đáng chú ý, ông Kimakovsky tiết lộ với TASS rằng quân đội Nga cũng đã giành được khu định cư Ocheretin ở Donetsk, buộc binh lính Ukraina phải chia nhỏ thành các nhóm rút chạy dọc theo con đường bị pháo kích. Ông Kimakovsky nói, một trong những lữ đoàn đông đảo nhất của lực lượng vũ trang Ukraine cuối cùng đã thất thủ ở Ochereytin. Các đơn vị còn lại đang cố gắng rời khỏi khu định cư nhưng còn rất ít tuyến đường cho họ. Có một con đường có thể rút lui nhưng nó cũng bị pháo kích. Theo ông này, phía Ukraine đã cố gắng tái tiếp cận Ochereytin vào đêm nhưng không thành công nên phải rút lui ngay trong đêm. Ông nói quân đội Ukraine đang cố gắng rời khỏi Ochereytin theo từng nhóm nhỏ. Trước đó, giám đốc cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine GUR Kirillo Budanov đã đưa ra những dự báo về tình hình ở tiền tuyến trong thời gian tới. Ông Buranov nói, chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức trong tương lai gần, nhưng nó không phải là thảm họa. Mọi người cần hiểu rằng Ukraine sẽ không sụp đổ, nhưng tình hình ở tiền tuyến sẽ trở nên phức tạp hơn từ giữa tháng 5. Đối thủ đang chuẩn bị cho một chiến dịch quy mô lớn. Quan chức Ukraine nhận xét bộ binh Nga đang được trang bị tốt hơn so với thời điểm đầu của cuộc xung đột. Tuy vậy, các loại khí tài hạng nặng của đối thủ lại đang suy giảm khả năng tác chiến nhanh chóng. Ông Buranov nói thêm, tinh thần của đối thủ đã lên cao sau khi kiểm soát được Adipka, nhưng nó chỉ là tạm thời. Hiện Nga đang gia tăng sức ép ở Chasovya bằng số lượng lớn xe tăng và xe bọc thép. Tuy vậy, các phương tiện này đang gặp nhiều vấn đề bởi chúng liên tục cần sửa chữa do đã ở trong các kho dự trữ quá lâu. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov dường như phát đi tín hiệu cho thấy Nga có thể mở cuộc tấn công vào Kharkov và thiết lập một vùng đệm phi quân sự để bảo vệ các khu vực biên giới Nga khỏi các cuộc tấn công của Ukraine. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK cho biết, trong cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Nga, ông Lavrov nói rằng thành phố lớn thứ hai của Ukraine có vai trò quan trọng trong kế hoạch của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm tạo ra một vùng đệm phi quân sự để bảo vệ các khu vực biên giới Nga khỏi các cuộc tấn công của Ukraine. Các cuộc không kích gần đây của lực lượng không quân Nga cho thấy sự vượt trội của Nga trong cuộc giao tranh trên không. Các cuộc không kích gần đây của Nga chủ yếu nhằm vào khu vực phía Nam và phía đông Ukraine. Mới đây, cơ sở hạ tầng cảng ở khu vực Odessa đã hứng chịu một làn sóng tấn công của Nga. Các cuộc tấn công của Nga cũng đã nhắm vào thị trấn Pokrovsk ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Mặc dù lực lượng Ukraine gần đây đã tăng số lượng máy bay không người lái được phóng trên lãnh thổ Nga, nhưng chúng vẫn chưa xâm nhập được hệ thống phòng không của Nga. Đồng thời, quân đội Ukraine được NATO hỗ trợ, mới đây đã cố gắng tấn công bán đảo Crimea. Các cuộc tấn công bắt đầu sau khi Kiev công khai kế hoạch phá hủy cây cầu dân sự ở Crimea. Truyền thông Nga đưa tin, nhiều tiếng nổ lớn đã dội lên ở thành phố sevastopol thống đốc sevastopol mikhail ravozayev sau đó khẳng định quân đội nga đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng tên lửa chống hạm ở phía bắc thành phố cảng những mảnh vỡ rơi xuống chỉ gây ra một đám cháy nhỏ và nhanh chóng được dập tắt quân đội nga không chỉ giữ được lợi thế trên không mà còn trên mặt đất trên tiền tuyến cụ thể trong những ngày gần đây quân đội nga đã đạt được những thắng lợi đáng kể ở khu vực adipka ở phía bắc thành phố quân đội nga đang tấn công làng ocheritino và đã nắm quyền kiểm soát gần một nửa khu định cư. Theo cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng là ông Igor Kimakovsky, các chiến binh Ukraine trước đó đã cố gắng rời khỏi Ocheretino theo từng nhóm nhỏ dọc theo con đường nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của pháo binh Nga. Ông lưu ý rằng trong giai đoạn gần đây, binh lính Ukraine bắt đầu rút lui thường xuyên hơn khỏi các vị trí bị tấn công, trong khi ở giai đoạn trước đó họ đã cầm cự đến người cuối cùng. Ngay sau cuộc đột phá, gần như toàn bộ ngôi làng Ocheretino nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang Nga. Lá cờ Nga đã được kéo lên phía trên tòa nhà hành chính và các nhóm quân nhân đang tiếp tục tiến hành việc dọn dẹp tàn dư của lực lượng vũ trang đối phương trong ngôi làng. Được biết, làng Ocheretino có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng đối với thế trận phòng thủ của Ukraine ở khu vực Donetsk. Có ý kiến cho rằng, cùng với Chashovya, Ocheretino là một trong hai cứ điểm quan trọng nhất trong khu vực Donetsk mà lực lượng vũ trang Ukraine sẽ chiến đấu đến cùng, nếu không họ sẽ mất toàn bộ vùng Donetsk. Ông Mark Warner, người đứng đầu Ủy ban Tình báo Thượng viện Hoa Kỳ cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin CBS rằng Mỹ có thể nối lại việc cung cấp vũ khí cho Ukraine sớm nhất là vào cuối tuần này. Vị thượng nghị sĩ không loại trừ khả năng Washington sẽ chuyển giao tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS cho Kiev, hơn nữa còn là phiên bản có tầm bắn lên tới 300 km sẽ đặt toàn bộ bán đảo Crimea và một khu vực rộng lớn bao gồm các căn cứ quân sự Nga vào tầm nguy hiểm trước đó ukraine đã hối thúc mỹ cung cấp tên lửa tầm xa để nhắm vào các mục tiêu sâu hơn phía sau phòng tuyến của nga nhưng washington lo ngại việc này sẽ tiếp tục khiêu khích moscow khi tình hình trên chiến trường ukraine ngày càng nghiêm trọng trong vài tháng qua lực lượng của kiev gặp bất lợi trong lúc viện trợ của mỹ gặp bế tắc sự chậm trễ trong viện trợ của mỹ buộc ukraine phải chuyển sang thế phòng thủ trao quyền chủ động trên toàn chiến trường cho lực lượng moscow nên khi gói viện trợ được thông qua Mỹ đã lập tức thực hiện những hành động hỗ trợ để đảm bảo Ukraine không bị thụt lùi trước Nga. Dù Ukraine sẽ được Mỹ viện trợ hệ thống tối tân, nhưng trung tướng Itek Biezep, cựu phó tư lệnh hệ thống phòng không thống nhất của Không quân Nga, cho rằng mặc dù tên lửa Atacms là phương tiện tấn công đáng gờm, nhưng trong kho vũ khí của lực lượng vũ trang liên bang Nga có những tổ hợp phòng không đủ khả năng đánh chặn chúng. Ông Biezep cũng nhấn mạnh đã có nhiều lúc lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng Atacms để tấn công các mục tiêu của Nga trên đường liên lạc. Đó là lý do tại sao việc chống lại các tên lửa này không phải là điều gì mới mẻ đối với các đơn vị phòng không Nga. Tôi phải thừa nhận rằng Atak rất khó phát hiện. Tên lửa này có thể thay đổi cấu hình và tốc độ bay của chúng. Trong mọi trường hợp, không thể nói rằng đây là một phương tiện tấn công đường không đơn giản. Lực lượng vũ trang Ukraine đã nhiều lần sử dụng để tấn công các mục tiêu của Nga. Vì vậy, chúng tôi đã có kinh nghiệm tương tác. Atak đã được nghiên cứu kỹ lưỡng trong vụ tấn công gần đây của tên lửa Atacms vào sân bay trên bán đảo Crimea đã phá hủy chính bệ phóng của tổ hợp phòng không S-400 kèm theo nhiều máy bay trực thăng vũ trang hiện đại. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết thêm, nhờ cuộc tấn công thành công của lực lượng vũ trang Ukraine vào sân bay quân sự Jankoy ở Crimea, nhiều mục tiêu Nga đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, các mục tiêu bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng gồm 4 bệ phóng tên lửa phòng không S-400, 3 hệ thống radar trung tâm chỉ huy và kiểm soát phòng không, thiết bị giám sát vùng trời Fundament M. Theo đoạn video do kênh truyền hình Zvezda mới đây đăng tải, quân đội Nga đã chuyển nhiều khí tài chiến tranh từ chiến trường Ukraine về Moscow. Toàn bộ số vũ khí này sẽ được trưng bày tại công viên Ái Quốc ở ngoại ô Moscow. Đoạn video của Zvezda cho thấy có ít nhất là hai xe bọc thép M113 do Mỹ sản xuất một xe chiến đấu bộ binh Bradley Mỹ, xe chiến đấu bộ binh Marder của Đức và xe bọc thép Azovets của Ukraine xuất hiện trên đường phố Moscow. Trước đó, truyền thông Nga cũng đăng tải đoạn video binh sĩ Nga ở Ukraine thu giữ được một xe tăng Leopard 2A6 do Đức chế tạo. Nhiều khả năng chiếc xe này cũng sẽ được đưa về Moscow trưng bày. Kể từ đầu cuộc xung đột cho đến nay, Mỹ và các quốc gia đồng minh đã viện trợ hàng trăm xe M113 cho Ukraine. Trong khi đó, xe chiến đấu bộ binh Bradley được Mỹ viện trợ cho Ukraine vào giữa năm ngoái. Các đơn vị thiết giáp Bradley của Ukraine cũng tham gia vào chiến dịch phản công mùa hè ở Zaporizhia, nhưng chịu thiệt hại nặng nề. Còn về chiếc Magda do Đức sản xuất, được binh sĩ si Nga thu giữ gần như nguyên vẹn sau khi lực lượng này tiến vào kiểm soát Adipka, thành phố chiến lược ở miền đông Ukraine vào tháng 3. Tính đến hết năm 2023, Đức đã viện trợ cho Ukraine hơn 100 xe chiến đấu bộ binh Magda 1A3 tất cả được rút từ kho dự trữ của quân đội Đức và tập đoàn quốc phòng Rheinmetall. Thống kê nguồn mở cho thấy ít nhất 4 xe đã bị phá hủy, 9 chiếc bị hư hỏng hoặc tổ lái bỏ lại trong quá trình tham chiến tại Ukraine. Sau khi tiến hành một số cuộc thử nghiệm, quân đội Nga kết luận rằng Magda quá nặng, không đủ sức mạnh và không phù hợp với chiến trường Ukraine. Theo RT, các phương tiện chiến tranh trên nhiều khả năng sẽ được trưng bày trong cuộc duyệt binh kỷ niệm chiến thắng phát xít vào ngày 9 tháng 5 tới đây. Ukraine Form dẫn thông tin mới nhất từ phong trào du kích Ukraine và Crimean Tatars, tức ATES, cho biết việc xây dựng các công sự đang được Nga tiến hành dọc theo bờ biển trên biên giới thực tế với vùng Kherson của Ukraine cũng như ở trung tâm bán đảo Crimea. Thông báo của phong trào ATES nêu rõ, du kích của ATES báo cáo rằng những lực lượng Nga đã tăng cường xây dựng các công sự trên khắp Crimea. Chúng tôi quan sát thấy quá trình này diễn ra gần bờ biển trên biên giới hành chính với vùng Kherson cũng như ở trung tâm bán đảo. Bên cạnh đó, Moscow cũng đang nỗ lực bảo vệ và tăng cường các tuyến đường tiếp tế quan trọng. Nga dựng thêm công sự ở bán đảo Crimea có thể là do các cam kết viện trợ quân sự và tài chính cho Ukraine đến từ các quốc gia phương Tây. Thông tin về việc Ukraine sẽ được cung cấp và nhanh chóng đưa tên lửa đạn đạo Atak MS vào sử dụng được cho là mối lo ngại lớn đối với lực lượng Nga. Tờ Guardian của Anh đầu tháng 4 dẫn thông tin từ các quan chức tình báo cấp cao Ukraine cho biết, lực lượng tình báo quốc phòng nước này đang chuẩn bị một chiến dịch đặc biệt nhằm phá hủy cầu Crimea trong tương lai gần, Trước đó, tình báo quân đội Ukraine hồi đầu tháng này cho biết, Ukraine đang lên kế hoạch tập kích cầu Crimea lần 3 và tuyên bố việc công trình này bị sập là điều không thể tránh khỏi. Một quan chức thuộc Tổng cục Tình báo quân đội Ukraine, GUR cho biết, chúng tôi có thể thực hiện điều đó vào nửa đầu năm nay, đồng thời khẳng định họ đã có gần đủ phương tiện cần thiết để thực hiện mục tiêu này. Tình báo quân đội Ukraine không nói rõ họ sẽ tập kích cầu Crimea bằng loại vũ khí nào. Sau các vụ nổ làm cầu Crimea hư hại Nga triển khai nhiều biện pháp để bảo vệ công trình như tăng cường lưới phòng không trong khu vực và triển khai xà lan mồi nhử đánh lạc hướng các cỏ đạn đang bay tới. Các quan chức Ukraine từng nhận định vũ khí của phương Tây sẽ giúp nước này đánh sập cầu Crimea nhanh hơn. Tổng thống Volodymyr Zelensky nhiều lần đề nghị Đức cung cấp tên lửa tầm xa Taurus, song chưa được đáp ứng. Trong cuộc họp của quân đội Đức bị Nga chặn thù, các tướng không quân Đức ước tính cần từ 10 đến 20 tên lửa Taurus để đánh sập cầu Crimea. Ukraine trong năm tháng qua tuyên bố đánh chìm 7 chiến hạm thuộc hạm đội biển đen của Nga. Trong số này có tàu tuần tra Sergei Kotov bị tấn công ở phía nam cầu Crimea. Các quan chức Ukraine cho biết đây là hoạt động định hình chiến trường trước đợt tấn công khác trên biển của lực lượng nước này. Ukraine tuyên bố đã bắn trúng tàu cứu hộ tàu ngầm độc nhất của Nga, Komuna, trong một cuộc tấn công gần đây. Trang tin The cho biết không có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy con tàu đã bị hư hại sau cuộc tấn công của Ukraine dựa trên những hình ảnh vệ tinh. Ujol đã thu được hình ảnh vệ tinh từ công ty Planet Labs cho thấy Komuna vẫn đang nằm ở cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea. Một hình ảnh vệ tinh khác được chụp cũng đã cho thấy hình ảnh con tàu ở cùng một vị trí và trong tình trạng không thay đổi. Trước đó, các kênh tin tức của Nga xôn xao với thông tin Ukraine tấn công tên lửa vào một tàu ở Sevastopol. Lực lượng vũ trang Ukraine sau đó tuyên bố đã tấn công tàu Komuna khi đang neo đậu tại cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea. Bài đăng của lực lượng vũ trang Ukraine trên mạng xã hội X tuyên bố, ngày buồn cho hạm đội biển đen của Nga, hải quân Ukraine đã tấn công tàu ký hộ Komuna của Nga ở Crimea. Bản chất thiệt hại đang được xác minh. Mục đích của con tàu là hoạt động ở vùng biển sâu, trục vớt tàu ngầm và hàng hóa gặp nạn. Uajon cho biết, vẫn có khả năng tàu Nga bị hư hại ở mức nào đó mà không thể nhìn thấy từ hình ảnh vệ tinh. Nhưng dù thế nào đi nữa, con tàu chắc chắn vẫn đang ở vị trí này một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội X đã cho thấy một con tàu ở khu vực Sevastopol đã bốc cháy sau cuộc tấn công của Ukraine. Các nhà quan sát đã lưu ý rằng đây có thể là một con tàu khác đang neo đậu tại cảng này, chứ không phải là Komuna. Tuy nhiên, hình ảnh vệ tinh từ Planet Labs không cho thấy tàu nào ở phía hai bên Komuna bị cháy. Bộ Quốc phòng Ukraine thậm chí còn nhận định việc mất tàu cứu hộ Komuna là một thiệt hại nặng đối với hải quân Nga khi con tàu này đóng vai trò cứu hộ cho cả hạm đội Biển Đen. Tàu cứu hộ Komuna có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với số lượng lớn tàu ngầm thuộc biên chế hạm đội Biển Đen. Warzone đánh giá, việc Komuna trở thành mục tiêu của cuộc tấn công từ Ukraine không phải là điều đáng ngạc nhiên. Theo Warzone, việc tấn công Komuna sẽ thúc đi khả năng hoạt động dưới nước độc nhất của Hải quân Nga ở Biển Đen. Việc đánh chìm hoặc ít nhất là gây hư hại nghiêm trọng đối với một con tàu lịch sử đã sống sót qua hai cuộc chiến tranh thế giới cũng mang lại cho Kiev nhiều lợi ích về mặt tuyên truyền. Nếu không có sự hiện diện của tàu Komuna, các tàu ngầm ở đây sẽ phải hoạt động mà thiếu sự hỗ trợ cần thiết. Trong trường hợp một trong số tàu ngầm bị tai nạn hoặc bị đánh chìm, các lực lượng cứu hộ có thể khó tiếp cận và giải cứu nạn nhân. Hạm đội Biển Đen của Nga đã mất tới 1 phần 3 số tàu bởi các vụ tấn công bằng rocket, tên lửa hành trình, phương tiện mặt nước không người lái cảm tử của Ukraine sau nhiều tháng giao tranh. Tuy nhiên, thiệt hại đối với tàu Komuna được đánh giá là tổn thất nghiêm trọng nhất. Sở dĩ vậy vì Nga không thể ngay lập tức điều những chiếc tàu chiến cỡ lớn thay thế những tàu bị tấn công bởi chỉ có một lối đi duy nhất cho những tàu chiến không thể đi dọc qua dòng sông Volga và sông Đông. ở một khía cạnh khác là tàu chiến lâu đời nhất thế giới còn hoạt động được ví như bảo tàng sống của hải quân nga nên ý nghĩa lịch sử của con tàu này cũng khó có thể thay thế. Trang Yahoo News dẫn các hãng tin nước ngoài đưa tin tại cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng EU ngày 22 tháng 4, ngoại trưởng Hà Lan Han Slot cho biết Hà Lan đang xem xét mọi khả năng vào lúc này và đang đề nghị hỗ trợ tài chính cho sáng kiến của Đức nhằm giúp Ukraine tăng cường phòng không và mua thêm máy bay không người lái. Tuy nhiên, khi được hỏi tại sao không gửi một số hệ thống Patriot của mình cho Ukraine, Ngoại trưởng Slot thừa nhận nước này đang xem xét đến tình huống có thể cạn kiệt kho vũ khí nếu cung cấp cho Ukraine. Tuần trước, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Jens Stoltenberg nói rằng liên minh quân sự này đã vạch ra các khả năng hiện có của liên minh và có những hệ thống có thể được cung cấp cho Ukraine. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo không nêu tên các quốc gia sở hữu hệ thống phòng không Patriot. Patriot là hệ thống tên lửa dẫn đường có thể đánh chặn máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Mỗi khẩu đội bao gồm một hệ thống phóng gắn trên xe tải với 8 bệ phóng, mỗi bệ có thể chứa tối đa 4 tên lửa đánh chặn, một hệ thống radar mặt đất, một trạm điều khiển và một máy phát điện. Ngoài tính hiệu quả cao, một trong những lợi thế chính của các hệ thống do Mỹ sản xuất là quân đội Ukraine đã được đào tạo để sử dụng chúng. Tuy nhiên, để sản xuất một hệ thống Patriot cần nhiều thời gian, có thể lên tới 2 năm. Chính vì vậy, một số quốc gia không muốn cho đi. Đức hiện có 12 hệ thống nhưng đã cung cấp 3 chiếc cho Ukraine. Trong khi đó, Ba Lan, quốc gia giáp biên giới với Ukraine, có 2 hệ thống và cần chúng để phòng thủ. Khi được hỏi liệu Thụy Điển có cung cấp bất kỳ hệ thống Patriot nào không, Bộ trưởng Quốc phòng nước này, Pan Johnson trả lời, tôi không loại trừ khả năng đó, nhưng hiện tại chúng tôi đang tập trung vào việc viện trợ tài chính. Ông Pan cũng tiết lộ Thụy Điển sẽ gửi các hệ thống khác có thể giảm bớt một số áp lực về nhu cầu sử dụng Patriot tại Ukraine. Về phần mình, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Álvarez nói rằng đất nước của ông sẽ đưa ra quyết định dựa trên khả năng nước này có trong tay để hỗ trợ Ukraine. Hy Lạp từ lâu đã phản đối việc gửi các hệ thống phòng thủ cỡ lớn hoặc tiêm kích tới Ukraine, chủ yếu là do căng thẳng giữa nước này với Thổ Nhĩ Kỳ. Khi được hỏi liệu Hy Lạp có kế hoạch gửi hệ thống tên lửa đất đối không S-300 tới Ukraine hay không, người phát ngôn chính phủ Pavlos Marinakis cho hay sẽ không có bất kỳ động thái nào dù chỉ gây nguy hiểm ở mức tối thiểu đến khả năng răn đe hoặc phòng không của đất nước đa phần các quan chức cho rằng rất khó để các nước chuyển patriot vì chúng là một phần không thể thiếu trong hệ thống phòng thủ quốc gia giới chức ukraine phản bác nguy cơ các nước eu bị tấn công bằng đường không là rất thấp trong khi ukraine thường xuyên phải đối mặt với những cuộc tập kích như vậy theo tờ báo Nga Reporter, các binh sĩ thuộc nhóm quân trung tâm của Nga đã thực hiện thành công chiến dịch sơ tán chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực MBT Leopard 2A6 của Đức khỏi khu vực chiến đấu về hậu phương của quân Nga. Một đoạn video quay cảnh chiếc xe tăng chiến đấu hạng nặng của phương Tây được kéo đi một cách dễ dàng đã được quân đội Nga tung lên mạng. Sau đó chiếc xe bị hư hại do đạn chống tăng được đưa ra phía sau nơi các kỹ sư thiết kế Nga sẽ tháo rời nó thành những con vít để tìm tòi nghiên cứu công nghệ áp dụng trên phiên bản MBT được coi là mạnh thứ nhì của dòng xe tăng Leopard Đức chỉ đứng sau Leopard 2A7. Mặc dù đoạn video cho thấy Leopard 2 đang được xe tăng Nga kéo đi một cách dễ dàng, nhưng trên thực tế, mọi điều không đơn giản như vậy bởi chiếc xe tăng Đức nằm lại trong khu vực vẫn còn chiến sự trong tầm ngắm của pháo và UAV Ukraine và nó đã hư hỏng nên không thể tự di chuyển được. Nhưng như những người trực tiếp tham gia cuộc di chuyển, Giải thích đoạn video được đăng tải là giai đoạn cuối cùng của chiến dịch. Giai đoạn trước đó là rất khó khăn nhưng Nga vẫn làm được. Để làm được điều này, quân đội Nga đã áp dụng một biện pháp độc đáo, đó là cho nổ tung bộ xích của chiếc Leopard 2A6, sau đó lắp đặt một số con lăn xuống dưới khung gầm của nó và sử dụng xe kéo chiếc xe tăng Đức di chuyển trên hệ thống con lăn về tuyến sau của quân Nga một cách dễ dàng. Được biết, xe tăng Leopard 2 đã được các cơ quan tuyên truyền phương Tây giới thiệu như một vũ khí quan trọng hàng đầu để xuyên thủng hàng phòng ngự của quân đội Nga ở Zaporizhia vào mùa hè năm ngoái. Quân đội Ukraine ban đầu cũng coi xe tăng Đức là niềm hy vọng lớn nhất. Việc thu giữ khí tài của phương Tây đã giúp Nga có điều kiện nghiên cứu và đánh giá mức độ hiệu quả của chúng trên chiến trường. Còn nhớ, sau thất bại của Ukraine tại chiến dịch mùa hè năm ngoái, Nga đã thu được nhiều vũ khí trang bị hiện đại do NATO cung cấp một nguồn thạo tin nói với sputnik rằng trang thiết bị quân sự phương tây cung cấp cho ukraine có rất nhiều sai sót nguồn tin cho biết các thiết bị thu được của phương tây đang được khám phá bởi nhiều nhóm chuyên gia từ nhiều công ty khác nhau thuộc ngành công nghiệp quân sự nga theo nguồn tin nội bộ các cuộc thử nghiệm thiết bị nato thu được đã kết thúc với kết quả sơ bộ nhìn chung đáp ứng được mong đợi nguồn tin chỉ ra cụ thể các cuộc thử nghiệm đã cho thấy khí tài quân sự của phương tây có lớp giáp bảo vệ ở mức chấp nhận được nhưng đổi lại, chúng có khả năng cơ động không cao, đặc biệt là khi di chuyển trên đường xấu. Người trong cuộc cho biết thêm, một điểm yếu khác của thiết bị quân sự phương Tây là thiết kế rất phức tạp, ảnh hưởng nhiều đến khả năng sửa chữa và bảo trì. Tại diễn đàn triển lãm quốc phòng Army 2023 diễn ra hồi tháng 8 năm ngoái, Nga đã trưng bày một loạt vũ khí, trang thiết bị quân sự phương Tây thu được trên chiến trường ở Ukraine, trong đó có xe tăng, pháo và xe bọc thép của NATO. Cũng tại đây, RIA Novosti dẫn lời ông Sogu nêu rõ, tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng không có gì là độc đáo và bất khả xâm phạm đối với vũ khí Nga trên chiến trường ngày nay. Trong nhiều trường hợp, thậm chí các thiết bị do Liên Xô sản xuất còn vượt qua các mẫu phương Tây về chất lượng chiến đấu. Chúng tôi có dữ liệu theo dõi khách quan về quá trình tiêu diệt xe tăng của Đức. Ông Sogu tuyên bố, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ những đánh giá về điểm yếu của công nghệ phương Tây với các đối tác. Lưu ý thêm rằng, Nga đã thành công trong tăng cường mạnh mẽ sản xuất xe bọc thép bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế. Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ với 79 phiếu thuận và 18 phiếu chống. Trước đó, Hạ viện ngày 20 tháng 4 đã thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ đô la Mỹ, trong đó có gần 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Dự luật được chuyển đến Nhà Trắng để Tổng thống Mỹ Joe Biden ký ban hành thành luật. Trong gói viện trợ cho Ukraine, khoảng 23 tỷ đô la Mỹ sẽ được Mỹ sử dụng để bổ sung kho dự trữ vũ khí tạo điều kiện để tiếp tục chuyển giao khí tài cho Ukraine. 14 tỷ đô la Mỹ dành cho sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine, cho phép lầu năm góc trực tiếp mua vũ khí từ các nhà thầu Mỹ và chuyển cho Kiev. Đây có thể là gói viện trợ cuối cùng của Mỹ dành cho Ukraine cho đến khi các cuộc bầu cử tổng thống, hạ viện và một phần thượng viện Mỹ diễn ra vào tháng 11. Theo Reuters, các nhà lãnh đạo hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa tại Thượng viện cho rằng, Quốc hội đã gửi thông điệp cảnh báo đến các đối thủ bên ngoài rằng Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine và các đối tác khác. Việc dự luật viện trợ của Mỹ được lưỡng viện thông qua nhanh chóng giúp Ukraine và các đồng minh của nước này thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, sự thất vọng về sự chậm trễ do đấu đá chính trị nội bộ trong Quốc hội Mỹ gây ra vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống, do Kiev vẫn phải đối mặt với vài tuần bấp bênh trong lúc chờ đợi vũ khí và đạn dược cực kỳ cần thiết được chuyển đến. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với MSNBC gần đây, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết sự chậm chế đã gây ra hậu quả thực sự cho Ukraine. Mặc dù khó có thể trực tiếp quy các thất bại của Ukraine là do viện trợ chậm chế, nhưng điều chắc chắn là tình hình đã xấu đi đáng kể trên một số mặt trận trong thời gian này. Katerina Stepanenko, nhà phân tích Nga tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK cho biết, viện trợ đến quá muộn. Ukraine đã mất 583 km vuông lãnh thổ vào tay lực lượng Nga, phần lớn là do thiếu đạn pháo. Sau khi Arifka thất thủ, ông Biden thẳng thừng đổ lỗi cho sự chậm trễ trong viện trợ của Mỹ Trước đó, phát biểu trước báo giới, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói gói viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine về cơ bản sẽ không thay đổi tình hình trên chiến trường. Người phát ngôn của Tổng thống Nga cảnh báo tiền bạc và vũ khí mà Mỹ cung cấp cho Ukraine sẽ dẫn đến nhiều thương vong và tổn thất nặng nề cho người dân Ukraine. Trước đó, ông Peskov cho rằng quyết định phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine sẽ làm cho nước Mỹ giàu hơn, hủy hoại Ukraine thêm nữa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói, Mỹ sẽ phải đối mặt với sự thất bại ồn ào ngang với ở Afghanistan. Bà cho rằng gói viện trợ trên sẽ khoét sâu các cuộc khủng hoảng trên khắp thế giới. Bất chấp sự phản đối đáng kể từ một số người bảo thủ, Hạ viện Mỹ mới đây đã bỏ phiếu thông qua dự luật gửi 60,8 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Phát biểu sau khi gói viện trợ được thông qua tại Hạ viện Mỹ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hàng chục tỷ đô la Mỹ viện trợ mới sẽ củng cố lực lượng vũ trang nước này và tạo cơ hội chiến thắng cho Kiev. Khi khoản viện trợ đó được thông qua, các vũ khí và trang thiết bị Mỹ cung cấp tiếp theo có thể giúp Ukraine phòng thủ trước ưu thế pháo binh của Nga trong bối cảnh cơ sở hạ tầng quan trọng bị bắn phá trong những tuần gần đây. Do đó, việc phân bổ gần 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine là một vấn đề đã được giải quyết trên thực tế và không phải là tin tốt với Nga. Mỹ, với nguồn cung cấp lớn của mình, sẽ nhanh chóng bù đắp một phần tình trạng thiếu thiết bị và đạn dược hiện có của lực lượng vũ trang Ukraine. Sau đó, tình trạng thiếu nhân sự trong quân đội ukraine sẽ không còn trầm trọng như hiện nay cùng với đó mỹ có thể tập trung vào việc cung cấp cho ukraine những loại vũ khí có độ chính xác cao uy lực và tầm xa để họ có thể tấn công vào khu vực hậu cứ của quân đội nga nếu điều này xảy ra toàn bộ bán đảo crimea bao gồm cả cây cầu nối crimea với đất liền nga sẽ bị đe dọa tấn công ngoài ra các cơ sở quan trọng ở những khu vực khác của nga sẽ gặp nguy hiểm ngoài ra có khả năng ukraine sẽ nhận được một lượng đạn đáng kể cho các hệ thống tên lửa phóng loạt các loại bom có tầm bắn 150 km. Cũng không thể loại trừ việc cung cấp hàng trăm xe tăng M1 Abrams, nhiều loại xe bọc thép chở quân, xe chiến đấu bộ binh và các loại xe bánh xích và bánh lốp khác và một số máy bay chiến đấu F-16. Chính vì những lý do trên, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã cảnh báo rằng việc Washington ngày càng lún sâu hơn vào giao tranh chống Nga sẽ trở thành một thất bại đối với Mỹ như ở Afghanistan. Trong khi đó, tờ Politico dẫn lời phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cũng nhấn mạnh rằng gói viện trợ của Mỹ sẽ đồng nghĩa với việc Kiev sẽ hoạt động lâu hơn một chút. Việc Hạ viện Mỹ thông qua gói hỗ trợ quân sự trị giá 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine đang thúc đẩy cuộc đua với thời gian trong việc vận chuyển vũ khí cho Kiev nhằm cản trở các bước tiến của Nga và đặt ra những câu hỏi khó về việc liệu sự hỗ trợ này có đủ để đảo chiều xung đột hay không. Chính quyền Tổng thống Biden trước đó cảnh báo nếu không có ngân sách, Ukraine sẽ thua trong cuộc xung đột với Nga vào cuối năm nay. Về phía Ukraine, sau khi Hạ viện Mỹ thông qua gói viện trợ, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay: "Bây giờ tất cả chúng ta đã có cơ hội để duy trì tình hình ổn định và giành lại thế chủ động." Tổng thống Zelensky cho biết, các binh sĩ Ukraine đã sẵn sàng cho cuộc tấn công lớn của Nga dự kiến diễn ra trong những tháng tới, có thể là trước mùa hè. Ông Zelensky cho hay: "Chúng tôi đang chuẩn bị, các binh sĩ đã bước vào tập luyện. Tôi không muốn nói lại" nhưng chúng tôi đang chờ đợi các hệ thống vũ khí bởi chúng tôi muốn các lữ đoàn được trang bị đầy đủ. Một số binh sĩ đã kiệt sức và cần thay thế. Tuy nhiên, với những lữ đoàn mới, họ phải có các trang thiết bị. Quân đội Ukraine đã nỗ lực ngăn cản các bước tiến của Nga trong mùa đông, nhưng việc thiếu tên lửa và đạn pháo khiến họ mất một số vùng lãnh thổ và cho phép đối phương đạt được một số thành quả ở phía đông. Tổng thống Zelensky cho rằng Điện Kremlin có kế hoạch huy động 300.000 binh sĩ vào ngày 1 tháng 6. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine tiết lộ Nga đang lên kế hoạch để giành thành phố Chashopya sớm hơn nhiều, cụ thể là vào ngày 9 tháng 5. Trước tình hình đó, ông Zelensky nhận định mục tiêu đầu tiên của Ukraine là ngăn bước tiến của Nga ở Donetsk, nơi Moscow giành được một số thành quả trong những tuần gần đây và sẽ sớm lên kế hoạch để ngăn chặn một cuộc tấn công tổng lực của Nga để giành thị trấn Chashopya. Chashopya là một điểm chiến lược bảo vệ cửa ngõ của các thành phố Kramatorsk và Slavyansk. Tổng thống Zelensky cho biết quân đội nước này đang cần các vũ khí tầm xa và hệ thống phòng không Ông cảnh báo các yêu cầu tương lai của Ukraine sẽ phụ thuộc vào thời điểm chúng tôi thực sự nhận được vũ khí trên thực địa. Nhà lãnh đạo Ukraine chỉ ra rằng Kiev vẫn chưa nhận được các tiêm kích F-16 bất chấp thỏa thuận giữa Mỹ và một số nước châu Âu cách đây một năm về việc cung cấp phương tiện này. Liệu Kiev có thể dựa vào các gói hỗ trợ xa hơn từ Mỹ hay không vẫn là điều chưa chắc chắn. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới có thể đưa ông Trump quay lại Nhà Trắng và Đảng Cộng hòa kiểm soát một hoặc cả hai viện trong Quốc hội cựu Tổng thống Trump đã phản đối viện trợ cho Ukraine và cho rằng đây là việc của châu Âu, chứ không phải của Mỹ. Michael Bosiukiu, học giả cấp cao tại Hội đồng Đại Tây Dương nhận định, bản chất nhỏ giọt của việc hỗ trợ cho Ukraine đã mang đến cho Nga một lợi thế khó tin. Tình trạng thiếu vũ khí trong những tháng gần đây cho phép Moscow liên tục ném bom Kharkov, cũng như nhắm vào các cơ sở hạ tầng của Ukraine bởi Kiev thiếu các hệ thống phòng không. Dù vậy, ông cho rằng, gói hỗ trợ trên của Mỹ sẽ giống như cú hích để các nước châu Âu hành động nhiều hơn theo ông, động thái này có thể thúc đẩy các gói hỗ trợ cho Ukraine được thông qua ở bên kia bờ Đại Tây Dương như tại Anh và một số nước châu Âu. Vừa qua, giới chức Kiev xác nhận, Ukraine và Anh đã ký thỏa thuận khung về hợp tác quốc phòng và lĩnh vực sản xuất vũ khí. Đây là một phần nỗ lực nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp vũ khí trong nước của Ukraine thông qua tăng cường hợp tác với các đồng minh. Thỏa thuận được ký tại một hội thảo công nghiệp quốc phòng ở Kiev. Hội thảo có sự tham gia của khoảng 30 công ty quốc phòng của Anh đến Ukraine nhằm thảo luận về tiềm năng liên doanh với các nhà sản xuất quốc phòng và vũ khí của Ukraine. Theo Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Ukraine, Oleksandr Kamysin, đây là thỏa thuận liên chính phủ đầu tiên về hợp tác. Trong khi đó, Bộ trưởng Chính sách Thương mại Anh Greg Hens cho biết các công ty của nước này đang làm việc với các đối tác Ukraine nhằm tìm kiếm các cơ hội để sản xuất chung được nhiều vũ khí hơn. Bộ trưởng Hens cũng hy vọng thỏa thuận sẽ mang lại lợi ích quốc phòng và kinh tế cho Ukraine trong lâu dài. Đặc biệt Thủ tướng Anh Rishi Sunak mới đây đã cam kết dành gói viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine để giúp nước này ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga trên không, trên bộ và trên biển. Theo đó, Anh dự định cấp cho Ukraine 400 xe chiến đấu, 162 phương tiện bọc thép, 1.600 tên lửa tấn công và phòng không và khoảng 4 triệu viên đạn, một số thiết bị khác và khoản hỗ trợ quân sự trị giá 500 triệu bảng Anh. Kế hoạch này sẽ nâng tổng viện trợ của Anh cho Ukraine trong năm tài chính này lên 3 tỷ bảng Anh. Khoản viện trợ bổ sung 500 triệu bảng sẽ được sử dụng để cung cấp đạn dược, phòng không, máy bay không người lái do Anh chế tạo và hỗ trợ kỹ thuật cho tiền tuyến Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grand Sharp cho biết, gói viện trợ quân sự kỷ lục này sẽ mang lại cho Ukraine nhiều trang thiết bị cần thiết để đối phó Nga và khôi phục hòa bình, ổn định ở châu Âu. Trước đó, vào hồi tháng 1, Anh thông báo viện trợ 2,5 tỷ bảng, tức là gần 3,2 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trong năm tài khoá 2024-2025 tăng 200 triệu bảng so với hai năm qua. Trong gói viện trợ sẽ được sử dụng để mua hàng nghìn thiết bị không người lái cho Ukraine, bao gồm máy bay không người lái UAV trinh sát, UAV tấn công tầm xa và xuồng không người lái, phần lớn sẽ được sản xuất tại Anh. Anh là một trong các nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát. Ước tính, Anh đã cam kết hỗ trợ gần 12 tỷ bảng cho Ukraine, trong đó 7,1 tỷ bảng dành cho hỗ trợ quân sự và phần còn lại là hỗ trợ nhân đạo và kinh tế. Thủ tướng Anh Sunak cảnh báo Bảo vệ Ukraine trước những tham vọng của Nga là điều quan trọng đối với an ninh của chúng tôi và của toàn bộ châu Âu. Nếu Nga giành chiến thắng ở Ukraine, họ sẽ không dừng lại ở biên giới Ba Lan." Ông nói thêm, "Ukraine đang tiếp tục chiến đấu, họ cần sự hỗ trợ của chúng ta ngay bây giờ. Gói viện trợ này sẽ giúp đảm bảo Ukraine có những gì họ cần để chiến đấu với Nga. Anh sẽ luôn đóng vai trò đi đầu trong an ninh châu Âu, bảo vệ lợi ích quốc gia của chúng tôi và sát cánh cùng các đồng minh NATO." Trong khi các cuộc giao tranh tiếp diễn trên thực địa, Nga đang tăng cường xây dựng lực lượng, tiếp tế nhân sự và trang thiết bị cho các đơn vị tiền tuyến của họ. Các lực lượng Nga tự hào có nguồn nhân lực đông đảo hơn và lượng đạn dược dồi dào, tạo lợi thế về hỏa lực đáng kể cho một cuộc tấn công mới. Tướng Dominic Delawood, nguyên trưởng phòng tình huống, tình báo, chiến tranh điện tử 19, thuộc Bộ Tham mưu tác chiến Liên Hợp nhận định rằng quân đội Pháp tin cuộc xung đột đang phát triển theo hướng có lợi cho Nga. Theo ông, Ukraine và các đồng minh phương Tây suy yếu, trong khi Moscow tăng cường năng lực quân sự để tổ chức một cuộc tấn công quy mô lớn mới, ông nói, nga đã tạo ra một mặt trận rất rộng lớn và phức tạp. tuy nhiên, ukraine đang thua ở khắp mọi nơi và nga đang tiến lên mỗi ngày trên toàn bộ mặt trận ở donbass và một phần ở những nơi khác. theo ông, đến cuối năm, ukraine sẽ thiệt hại rất nhiều, nếu không muốn nói là biến mất hoàn toàn. trong khi đó, nếu kịp thời nhận được gói viện trợ mới của mỹ, mục tiêu của ukraine là ngăn bước tiến của nga ở Donetsk, nơi moscow giành được một số thành quả trong những tuần gần đây và sẽ sớm lên kế hoạch cho một cuộc tấn công tổng lực để giành thị trấn Chajovia. Tổng thống Zelensky cho biết quân đội nước này đang cần các vũ khí tầm xa và hệ thống phòng không. Ông cảnh báo các yêu cầu tương lai của Ukraine sẽ phụ thuộc vào thời điểm chúng tôi thực sự nhận được vũ khí trên thực địa. Nhà lãnh đạo Ukraine chỉ ra rằng Kiev vẫn chưa nhận được các tiêm kích F-16, bất chấp thỏa thuận giữa Mỹ và một số nước châu Âu cách đây một năm về việc cung cấp phương tiện này. Liệu Kiev có thể dựa vào các gói hỗ trợ xa hơn từ Mỹ hay không vẫn là điều chưa chắc chắn. Michael Bosilkiu, học giả cấp cao tại Hội đồng Đại Tây Dương nhận định bản chất nhỏ giọt của việc hỗ trợ cho Ukraine đã mang đến cho Nga một lợi thế khó tin. Tình trạng thiếu vũ khí trong những tháng gần đây cho phép Moscow liên tục ném bom Kharkov cũng như nhắm vào các cơ sở hạ tầng của Ukraine bởi Kiev thiếu các hệ thống phòng không. Dù vậy, ông cho rằng gói hỗ trợ trên của Mỹ sẽ giống như cú hích để các nước châu Âu hành động nhiều hơn. Theo ông, hành động này có thể thúc đẩy các gói hỗ trợ cho Ukraine được thông qua ở bên kia bờ Đại Tây Dương như tại Anh và một số nước châu Âu. Tuy nhiên, nước Pháp ngày nay đang gặp khó khăn cả châu Âu và Mỹ cũng vậy. Những đánh giá tiêu cực của ban lãnh đạo Pháp và Đức chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự ủng hộ hơn nữa dành cho Kiev. Các cuộc đàm phán chắc chắn sẽ được tổ chức trong năm nay hoặc đầu năm sau. Tuy nhiên, Ukraine sẽ không thể thực hiện được mục tiêu của mình và sẽ buộc phải phục tùng ý chí của Nga. Tướng Delaware tin rằng cuộc xung đột càng kéo dài thì khả năng phần còn sót lại của Ukraine sẽ thực sự được phương Tây quan tâm càng ít. Theo đó, sự tàn phá từ cuộc xung đột này sẽ dẫn đến thực tế là Ukraine sẽ không còn được châu Âu quan tâm. Đồng thời ông nói, tôi không tin rằng liên minh châu âu sẽ có thể hỗ trợ kiev trong tương lai lý do rất đơn giản chúng ta đang gặp khủng hoảng nếu sự hỗ trợ này tiếp tục diễn ra song song với thâm hụt ngân sách ở eu thì tình hình kinh tế ở pháp sẽ không cho phép hỗ trợ ukraine tướng về hưu của pháp dominic delavac mới đây đã tuyên bố rằng vào cuối năm nay ukraine sẽ ký mọi thứ nga yêu cầu sau khi bị mỹ và châu âu bỏ rơi viên tướng về hưu của pháp nói rằng với cục diện thất bại liên tiếp hiện đang diễn ra trên chiến trường lực lượng vũ trang ukraine đang tiến gần đến thảm họa hơn bao giờ hết tất cả các đồng minh châu âu và mỹ đều không thể đảm bảo chiến thắng cho kiev trong cuộc xung đột với moscow ông de lavac nhận định rằng cuộc xung đột rồi sẽ kết thúc các cuộc đàm phán hòa bình chắc chắn sẽ diễn ra nhưng tại đó ukraine sẽ chỉ ký những gì mà nga yêu cầu viên tướng này chỉ rõ hiện nay cuộc xung đột đang không có lợi cho ukraine bất kể tổng thống ukraine volodymyr zelensky đang nói gì cũng theo vị tướng này, Bộ Chỉ huy Nga đang chờ thời điểm địa chính trị thuận tiện để tấn công toàn bộ lực lượng tích lũy được. Điều này không chỉ dẫn đến thất bại của Ukraine mà còn dẫn đến các vấn đề kinh tế ở châu Âu. Ông Dominic Delavac dự đoán là đến cuối năm nay, Ukraine sẽ mất mát rất nhiều nếu vẫn tồn tại như một nhà nước. Thực tế hiện nay, Nga dường như đã giành ưu thế ở Ukraine trong năm 2024 khi Kiev cạn kiệt đạn dược và hỏa lực. Kiev kỳ vọng gói viện trợ gần 61 tỷ đô la của Mỹ có thể thay đổi điều này. Mặc dù Mỹ chuẩn bị số lượng viện trợ quân sự khổng lồ cho Ukraine và chúng chắc chắn sẽ giúp cải thiện vị thế của Kiev trên chiến trường, song vài tuần tới vẫn còn bấp bênh. Ngoài ra, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK cho rằng mặc dù không thể dự đoán chắc chắn, nhưng dòng viện trợ quân sự của Mỹ sẽ giúp Ukraine giữ vững tiên tuyến và đẩy lùi một cuộc tấn công lớn của Nga dự kiến vào tháng 6. Tuy nhiên, về lâu dài, phần lớn cục diện sẽ phụ thuộc vào viện trợ thêm từ các đồng minh của Ukraine cũng như khả năng của Nga trong việc huy động dân số và lĩnh vực công nghiệp để tiếp tục hỗ trợ hoạt động quân sự ở Ukraine. Các chuyên gia cũng không kỳ vọng Ukraine sẽ xoay chuyển được thế trận trên chiến trường trong năm 2024. Trước đó, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Channel One gần đây, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần nhấn mạnh Moscow ủng hộ giải pháp hòa bình cho cuộc chiến ở Ukraine. Ông Peskov nói, không có sáng kiến hòa bình mới nào cả, chỉ có một tuyên bố về sự sẵn sàng của Nga đối với một giải pháp hòa bình cho vấn đề Ukraine. Đó không phải là một sáng kiến, đó là một tuyên bố về quan điểm nhất quán của Tổng thống Putin. Ông nhấn mạnh, Ukraine đã bác bỏ khả năng đàm phán với Nga và đến nay chưa có sự thay đổi về vấn đề này. Do vậy, hiện tại, Nga vẫn phải tiếp tục hoạt động quân sự ở Ukraine. Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đang sử dụng cuộc xung đột ở Ukraine để thử nghiệm công nghệ trí tuệ nhân tạo mới, giúp phát hiện các mục tiêu trên chiến trường bằng cách sử dụng cảnh quay của máy bay không người lái. Được mệnh danh là dự án Maven, nghiên cứu về công nghệ này ban đầu được Google chọn làm hợp đồng với chính phủ cách đây 6 năm, theo nguồn tin này. Tuy nhiên, sau sự phản đối từ các kỹ sư và nhân viên, những người không muốn tham gia xây dựng công cụ AI cho mục đích quân sự, gã khổng lồ công nghệ đã rút lui khỏi dự án và được các nhà thầu khác tiếp thu. New York Times tuyên bố, giờ đây công nghệ này đang được thử nghiệm trên tiền tuyến ở Ukraine khi các sĩ quan phương Tây và Ukraine cùng với một số nhà thầu quân sự hàng đầu của thung lũng Silicon đang khám phá những cách mới để tìm và khai thác các lỗ hổng của Nga. Cho đến nay, kết quả thử nghiệm được cho là hỗn hợp, trong khi dự án Maven cho phép các chỉ huy xác định chuyển động của lực lượng Nga và sử dụng thuật toán AI để dự đoán các bước tiếp theo của họ thì rõ ràng là khó đưa dữ liệu của thế kỷ 21 vào chiến hào của thế kỷ 19. Không rõ liệu công nghệ mới có thể thay đổi cục diện cuộc xung đột hay không, do Nga có khả năng thích ứng nhanh chóng với các công nghệ đang được phía Ukraine sử dụng. Tuy nhiên, cuộc xung đột Ukraine vẫn là một vận may cho quân đội Mỹ trong suy nghĩ của các quan chức Mỹ và là nơi thử nghiệm các công nghệ phát triển nhanh chóng. Ngoài ra, Mỹ còn tiến hành thử nghiệm những cuộc không chiến tầm ngắn đầu tiên thông qua thuật toán trí tuệ nhân tạo AI để tự động điều khiển máy bay X-62A Vista chống lại tiêm kích F-16 do phi công điều khiển. Cơ quan Dự án Nghiên cứu Quốc phòng Tiên tiến của Mỹ, DARPA, thông báo rằng chương trình Air Combat Evolution, ACE, đang được triển khai một cách tích cực nhằm đưa ra cái nhìn rõ hơn về một hình thức tác chiến tương lai. X-62A Vista là một chiếc F-16 được sửa đổi thuộc về trường phi công thử nghiệm đặt tại căn cứ không quân Edwards, trước đây được sử dụng để kiểm tra các công nghệ hàng không vũ trụ tiên tiến và trong những năm gần đây là đánh giá khả năng của chuyến bay tự hành. Chương trình ACE vốn là một cuộc không chiến giữa máy bay có người lái và phi cơ do AI điều khiển đã hoạt động được 4 năm nhằm mục đích khám phá cách trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ tác chiến trên không như thế nào. Ngoài ra, chương trình cũng để củng cố sự tự tin của phi công trong các cuộc không chiến như vậy, khi chứng minh công nghệ có thể hoạt động đáng tin cậy và an toàn. Bởi vì nếu cho đến gần đây, quân đội Mỹ đã sử dụng công nghệ tự hành cho nhiệm vụ đơn giản như hệ thống tránh va chạm thì chiến đấu trên không là yêu cầu hoàn toàn mới, phức tạp và khó đoán hơn nhiều. Tuy nhiên, một trong những bài học rút ra từ cuộc thử nghiệm là phần mềm AI có thể được điều chỉnh và tải trực tiếp lên máy bay nhanh như thế nào trong suốt chuyến bay. DARPA cũng từ chối cho biết liệu những nỗ lực của chương trình ACE có thể dẫn tới việc tạo ra một phi đội máy bay chiến đấu không người lái hay không, một tầm nhìn kế hoạch mà không quân Mỹ cho rằng thuộc trách nhiệm của họ. Andrew Mikta là thành viên cấp cao và giám đốc sáng kiến chiến lược Scarcrop tại Hội đồng Đại Tây Dương của Hoa Kỳ. Trong bài viết ngày 22 tháng 4 trên trang Politico, ông cho rằng khi xung đột ở Ukraine bước sang năm thứ ba, phương Tây cuối cùng đã thức tỉnh như thế nào sau giấc ngủ chiến lược, đối mặt với mối đe dọa mà Nga đặt ra cho châu Âu. Song theo ông, châu Âu đã chậm chạp trong việc tăng cường sản xuất vũ khí và đạn dược, không chỉ ở mức cần thiết để hỗ trợ Kiev, mà còn nhằm để bổ sung kho dự trữ của mình. Và với tình hình thực tế đang xấu đi chiến thắng của nga ở ukraine có thể đến sớm hơn nhiều dự đoán thậm chí có thể trước khi tổng thống mỹ joe biden kết thúc nhiệm kỳ ông cảnh báo rằng nato đã trần trừ và hành động thiếu quyết đoán trước khả năng ukraine thua và nga giành chiến thắng lời nói của các nhà lãnh đạo nato vẫn chưa được đáp ứng bằng hành động tương xứng theo micta những lời hứa về chi tiêu trong tương lai không giống như những hợp đồng thực tế sẽ thúc đẩy các nhà thầu quốc phòng châu âu tăng cường sản xuất và nếu không có sự tái vũ trang của châu âu nato chỉ đơn giản là đang chuẩn bị cho sự thất bại trong khi đó theo global times bất kể phải mất hàng tuần hàng tháng hay hàng năm nga đều có mọi cơ hội về mặt chính trị kinh tế và quân sự để tung ra đòn cuối cùng ở ukraina cần lưu ý rằng một thất bại quân sự nặng nề sẽ là bối cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra đối với các cuộc bầu cử ở châu âu và mỹ và sẽ làm suy yếu niềm tin vào các chính trị gia tương ứng tác giả bài viết tin rằng phương tây sẽ chuyển sang sử dụng biện pháp ngoại giao để điều chỉnh quỹ đạo thảm khốc như vậy của tình hình ukraina global times tóm tắt nếu tất cả các cách giải quyết thực sự đi vào ngõ cụt thì thà nhanh chóng thừa nhận thực tế còn hơn là trì hoãn. Hồi đầu tháng, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu trong cuộc gặp với lãnh đạo lực lượng vũ trang Nga cho biết, kể từ tháng 1, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 80.000 quân nhân, 14.000 đơn vị vũ khí các loại, trong đó có hơn 1.200 chiếc xe tăng và các loại xe chiến đấu bọc thép khác. Ông cũng tuyên bố rằng quân đội Ukraine sau thất bại trong cuộc phản công mùa hè đang cố gắng giành được chỗ đứng trên một số phòng tuyến không thành công và quân đội Nga tiếp tục đẩy lực lượng vũ trang Ukraine về phía Tây. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng Mỹ và NATO bị ám ảnh bởi ý tưởng gây thất bại chiến lược cho Nga và những rủi ro trong cuộc đối đầu như vậy có thể dẫn đến sự gia tăng nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân. Ông Lavrov nói, Mỹ và các nước đồng minh của họ trong khối NATO sẵn sàng ngăn cản đất nước chúng tôi bằng những người Ukraine cuối cùng. Đồng thời nói thêm rằng, phương Tây đang đẩy các bên đến gần bờ vực của một cuộc xung đột quân sự trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân, gây ra nhiều hậu quả thảm khốc. Trong khi đó, Mỹ và các đồng minh nói rằng họ đang giúp Ukraine tự vệ trước Nga và chính Moscow đang làm trầm trọng thêm căng thẳng Đông Tây, bao gồm cả việc đưa ra nhiều cảnh báo về nguy cơ xảy ra xung đột hạt nhân. Theo ông Lavrov, điều gây ra mối quan ngại đặc biệt đó là thực tế chính bộ ba các quốc gia hạt nhân phương Tây nằm trong số những nhà tài trợ chính cho chính quyền Kiev bên bị Nga cho là khởi xướng các bước đi khiêu khích. Và Nga đã nhận thấy những rủi ro chiến lược nghiêm trọng trong việc này, dẫn đến sự gia tăng nguy cơ liên quan đến hạt nhân. Được biết, ba nước phương Tây có vũ khí hạt nhân là Mỹ, Anh và Pháp. Hồi tháng 3 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã lên tiếng cảnh báo phương Tây rằng về mặt kỹ thuật, Nga đã sẵn sàng cho chiến tranh hạt nhân và nếu Mỹ đưa quân tới Ukraine, Nga sẽ coi đó là động thái gia tăng đáng kể xung đột. Theo Ngoại trưởng Nga, Mức độ vô lý của những tuyên bố chống Nga do Mỹ đưa ra đã lên đến đỉnh điểm khi Washington phát tán những cáo buộc vô căn cứ về một số hoạt động trong không gian của Nga, gây ra mối đe dọa đến an ninh quốc tế. Ông Lavrov khẳng định, Nga cam kết vững chắc với các nghĩa vụ pháp lý quốc tế của mình, bao gồm hiệp ước không gian vũ trụ năm 1967, cấm đặt vũ khí hạt nhân hoặc vũ khí hủy diệt hàng loạt khác trên quỹ đạo hoặc trên các thiên thể hoặc đặt chúng ở ngoài vũ trụ theo bất kỳ cách nào khác. Ngoại trưởng Nga cho biết Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ pháp lý quốc tế của mình, nhất quán nhấn mạnh vào việc bảo tồn không gian như một khu vực được thiết kế dành riêng cho hoạt động hòa bình của tất cả các quốc gia trên cơ sở bình đẳng. Theo ngoại trưởng Lavrov, ưu tiên của Nga vẫn là phát triển một công cụ quốc tế và tuân thủ pháp luật, thiết lập những đảm bảo đáng tin cậy về việc ngăn chặn việc triển khai vũ khí trong không gian, sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực chống lại các vật thể trong không gian. Cơ sở cho việc này đã có sẵn Nga và Trung Quốc đã đưa ra một dự thảo thỏa thuận tại một hội nghị giải trừ vũ khí. Mỹ và Nga tiếp tục có những bất đồng về vấn đề vũ khí hạt nhân trong không gian. Ngày 22 tháng 4, tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, khi cơ quan này bỏ phiếu về một nghị quyết do Mỹ soạn thảo, kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Theo một số nhà ngoại giao, Nga được cho là sẽ ngăn chặn dự thảo nghị quyết này. Động thái trên của Mỹ được đưa ra sau khi Washington cáo buộc Moscow đang phát triển vũ khí hạt nhân chống vệ tinh để đưa vào không gian. Tuy vậy, Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã phủ nhận cáo buộc này. Trong một tuyên bố chung trước đó, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas và Đại sứ Nhật Bản tại Liên Hợp Quốc Yamazaki Kazuki cho biết họ đã đàm phán với các quốc gia thành viên của Hội đồng Bảo an về văn bản dự thảo trong 6 tuần. Văn bản này khẳng định một số nghĩa vụ của các quốc gia tuân thủ hiệp ước không gian vũ trụ và kêu gọi những quốc gia này đóng góp tích cực vào mục tiêu sử dụng không gian vũ trụ vì mục đích hòa bình và ngăn chặn các cuộc chạy đua vũ trang ngoài không gian, Hiệp ước không gian vũ trụ năm 1967 cấm các bên ký kết, bao gồm Nga và Mỹ, đặt trên quỹ đạo trái đất bất cứ vật thể nào mang vũ khí hạt nhân hay các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt nào khác. Nga và Trung Quốc đang lên kế hoạch đầu tiên nhằm đưa ra một số sửa đổi cho cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng. Việc sửa đổi này lặp lại một kiến nghị cho năm 2008 của hai quốc gia về một hiệp ước cấm bất cứ vũ khí nào ngoài không gian cùng các mối đe dọa hoặc sử dụng vũ lực nhằm vào các vật thể ngoài không gian. Theo các nhà ngoại giao, việc sửa đổi dự kiến sẽ không được thông qua. Việc sửa đổi và dự thảo nghị quyết đều yêu cầu ít nhất 9 phiếu ủng hộ và không có phủ quyết nào từ Nga, Trung Quốc, Mỹ, Anh và Pháp để được thông qua. Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cho biết, nếu không có sửa đổi của chúng tôi, dựa trên nghị quyết của Đại hội đồng được thông qua vào tháng 12 năm 2023, dự thảo do Mỹ đưa ra sẽ không công bằng gây tổn hại và bị chính trị hóa. Đồng thời ông Polyansky cho rằng điều này cũng sẽ làm suy yếu thể chế pháp lý của Hiệp ước Không gian Vũ trụ. Theo ông Polianski, tất cả các câu hỏi liên quan đến lĩnh vực này đều nên được xem xét bởi tư cách thành viên đầy đủ của các quốc gia thành viên của Hiệp ước này, chứ không phải chỉ có các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Các quan chức tình báo của Mỹ cho rằng Nga có khả năng đặt một quả bom hạt nhân có bức xạ điện tử trong không gian và nếu được kích nổ, nó sẽ vô hiệu hóa mạng lưới vệ tinh rộng lớn. Dù vậy, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết, Nga hiện vẫn chưa triển khai vũ khí như vậy. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22 tháng 4 khẳng định, Nga phản đối triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian. Các chính phủ ngày càng coi các vệ tinh trong quỹ đạo trái đất như một tài sản quan trọng, giúp tạo ra một loạt năng lực quân sự trên trái đất với thông tin liên lạc trong không gian và máy bay không người lái kết nối với vệ tinh trong xung đột ở Ukraine là những minh chứng gần đây về vai trò to lớn của không gian trong chiến tranh hiện đại. Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết, việc Mỹ, NATO và Liên minh châu Âu EU cạnh tranh quyền điều phối viện trợ quân sự cho Ukraine thay vì tập trung vào củng cố hòa bình và tìm giải pháp ngoại giao có thể khiến bùng phát chiến tranh thế giới mới trong thời gian tới. Cảnh báo này được đưa ra khi ông Szijjarto đến Luxembourg để tham dự cuộc họp chung giữa các ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng EU. Theo ông, Mỹ, NATO và EU hiện đang cạnh tranh quyền điều phối viện trợ quân sự cho Ukraine, thay vì tập trung vào củng cố hòa bình và tìm giải pháp ngoại giao, đồng thời cảnh báo việc chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh thế giới mới phải dừng lại ngay tức thì. Đồng thời, ông Peter Shizato cũng nhấn mạnh quyết định thông qua gói viện trợ 60,84 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine của Quốc hội Mỹ nằm trong chương trình nghị sự của Washington và đồng minh, bao gồm việc cung cấp vũ khí mới và hàng tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, đồng thời cảnh báo việc chuẩn bị cho cuộc chiến tranh thế giới mới đang được thúc đẩy ở Bruxelles. Các bộ trưởng EU đã lên kế hoạch thảo luận về xung đột giữa Nga và Ukraine tại cuộc họp ở Luxembourg. Đặc biệt, EU sẽ bàn đến việc cung cấp thiết bị phòng không, bao gồm hệ thống Patriot của Mỹ cho Kiev, và xem xét sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga để giúp đỡ nước này. Gần đây, Hạ viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ 60,84 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine sau nhiều tháng bế tắc do sự phản đối từ phe Cộng hòa. Sau khi vượt qua cửa ải Hạ viện, Thượng viện Mỹ sẽ bắt đầu xem xét dự luật này vào tuần tới. Nếu Thượng viện thông qua, Tổng thống Joe Biden sẽ sớm ký ban hành dự luật này, cung cấp hỗ trợ quân sự cần thiết cho Ukraine. Thượng viện Mỹ dự kiến sẽ đưa ra bỏ phiếu về dự luật vào tuần này. Gói viện trợ được chính quyền Tổng thống Joe Biden đề xuất từ tháng 10 năm 2023. Thế nhưng đề nghị này không nhận được sự ủng hộ tại Hạ viện, vốn đang do Đảng Cộng hòa kiểm soát nhiều đảng viên Cộng Hòa chỉ trích vì dự luật không đi kèm các điều khoản an ninh biên giới để ngăn dòng người di cư ở biên giới Mỹ-Mexico. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng cảm ơn các nhà lập pháp Mỹ sau khi dự luật được thông qua ở Hạ viện và kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ hành động nhanh chóng để thông qua dự luật tại Thượng viện Mỹ nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình điểm nóng thế giới trên kênh của chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại